Đang những chị nhà đầu tư đã đến tiếp tục đi qua với nội dung là nhận thị trường ngày hôm nay. Thị trường ngày 28 tháng 5 2024 thì cũng cho thấy là bức tranh là thị trường có sự tăng điểm và hồi tăng trở lại. Trước đó thì thị trường có sự giảm điểm khá là mạnh vào ngày 26 tháng 5 2024. Tuy nhiên thì sau phiên giảm mạnh đó thì phiên hôm nay thì thị trường gần như đã lấy lại được cái chỉ số của phiên giảm điểm trước đó vào ngày 26 tháng 5 2024. Chứng khoán là vậy, giảm mạnh thì cũng đồng nghĩa với sự hồi phục lại cũng mạnh không kém. Trước khi em đi qua nội dung của video ngày hôm nay thì anh chị theo dõi kênh thì có cho em một like và subscribe kênh để sớm nhận được những video về nhận định thị trường và phân tích cổ phiếu cho mọi người trong quá trình đầu tư. Anh chị nào theo dõi muốn đồng hành cùng với em thì có thể quét mã QR vào trên màn hình, để quét mã QR đây đăng ký gắn ID để được hỗ trợ, để em hỗ trợ đồng hành cùng với mọi người trong quá trình đầu tư. Ok, điểm qua thị trường ngày hôm nay một chút. Thị trường ngày hôm nay thì ngày 28 tháng 5 2024 thì hiện tại chỉ số VN-Index đang đóng đến là 1.281,73 điểm. Hôm nay thì thị trường đã tăng 14,05 điểm so với ngày hôm qua. Ở trên sàn HOSE thì số mã tăng là tầm 342 mã, 69 mã đi ngang và 87 mã giảm điểm. Trong nhóm VN50 thì có 27 mã tăng, 2 mã đi ngang, chỉ có 1 mã giảm thôi. Còn nhóm HNIndex thì có 120 mã tăng, 55 mã đi ngang và 57 mã giảm điểm. Upcom thì có 213 mã tăng, 77 mã đi ngang và 104 mã giảm điểm. Hôm nay khối lượng giao dịch tầm 23.897 tỷ. Với khối lượng giao dịch cũng ở mức độ trung bình tầm trên 22 tỷ như này thì cũng cho thấy thị trường vẫn cho thấy tích cực của thị trường ngày hôm nay. Với thanh khoản là tầm 2.948 tỷ, thanh khoản của thị trường ngày hôm nay thì cũng cho thấy là cái mức thanh khoản cũng đang ở mức tương đối ổn. Về biểu đồ nhiệt của thị trường thì sắc xanh sẽ xuất hiện nhiều trong phiên ngày hôm nay. Một số mã đã có sự tăng trở lại như NB Bank này, hay là DG, hay là con đã trần ngày hôm nay như con HDG cũng có phiên trần khá đẹp về phiên ngày hôm nay. Ở phần nhóm công nghiệp thì có một số mã như GEX này, VC1 này cũng có sự xanh khá đẹp. Nhóm vật liệu cơ bản như con AA này hay là con APH này cũng đã tăng trần ở phiên ngày hôm nay. Ở nhóm vật liệu hàng tiêu dùng thì như con AHG vẫn giữ sắc xanh. Còn nhóm điện thì có POVK vẫn có xanh khá đẹp. Phiên hôm qua đã tăng trần thì phiên hôm nay thì tiếp tục mà kéo xanh. Ở nhóm bên sàn HNIndex thì một số mã như AV này, MBS này sắc xanh khá đẹp. Upcom thì BSR vẫn kéo xanh, hay là hàng tiêu dùng thì có VGT. Ở phần nhóm nước ngoài thì hôm nay thì nhóm nước ngoài tiếp tục bán dòng khá là mạnh. Ở trên Upcom thì nó bán tầm 37 tỷ, HNIndex thì bán 3,41 tỷ, còn HOSE thì bán dòng giá trị là tầm 1.150 tỷ, vẫn tiếp tục bán dòng khá là mạnh. Ở phần tự doanh thì hôm nay có bán dòng ở trên sàn HOSE là tầm 95 tỷ, tập trung vào một số mã như PC1 này, Vcombank này, FPT này, Gap này. Còn nhóm nước ngoài thì bán dòng tập trung vào chủ yếu những con CTG, HPG, Masan này, VIX. Với thanh khoản ngày hôm nay cho thấy là thanh khoản ngày hôm nay cũng ở mức độ trung bình tầm 868 triệu.
trên sàn lô xe. Còn upcom thì trung bình là tầm 86 triệu. À, HNX tầm 86 triệu, upcom thì rơi vào tầm 65 triệu. Thằng tài khoản thì cũng tương đối ở mức độ ổn trung bình. Nhóm ngành nghề thì hôm nay thì dòng tiền phân bổ vào hầu hết các ngành. Ở tập trung vào chủ yếu là ngành công nghệ với đóng góp thị trường biến động tầm 1,88%. Đóng góp so giữ đất xanh của thị trường năm nay. Và ngành tiếp nữa là ngành dịch vụ tiêu dùng với 2,31%. Còn lại ngành tài chính cũng đóng góp số lượng phân bổ dòng tiền cũng tầm hơn 10.000 tỷ với giao dịch ngày hôm nay. Thị trường thì hiện tại thì cũng đang cho thấy là kéo đã hai phiên tăng điểm trước khi phiên rũ mạnh ngày phiên rũ mạnh ngày trước đó ngày 24 tháng 5 2024. Và bây giờ thì nó đã kéo gần như là đã lấy lại cái chỉ số trước đó đã mất ở phiên ngày 24 tháng 5. Hiện tại thì vẫn đang đóng nghĩa là 1.281 điểm. Trước mắt thì thị trường sẽ gặp cái vùng ở trên đây là 1.293 điểm. Trước mắt là nếu mà thị trường lấy lại được cái vùng này thì khả năng cao thị trường sẽ tiếp cận 1.300 điểm. Trước mắt thì mọi người nên quản lý danh mục hợp tư cho hợp lý trong giai đoạn này. Đoạn này thì cũng đang vùng giằng co giữa phiên là có thể là vượt qua hay không, hoặc là lúc nắp tích lũy lại ở vùng dưới 1.360 điểm. Nên là đoạn này thì mọi người cũng cân đối với dành đầu tư cho hợp lý thôi. Nhìn chung và thị trường ngày hôm nay thì nhóm cổ phiếu tăng mạnh thì sẽ là ngành bất động sản và ngành bất động sản đây, thì con HDG này, DG này hay là TCH này, BC KBC này tăng khá là mạnh. Ngoài ra công nghiệp thì có ESC này, bất động sản công nghiệp đã tăng trần khá mạnh hôm nay, hay là AAV. Còn nhóm ngành tiếp nữa là ngành hóa chất đóng góp thị trường tăng điểm ngày hôm nay không kém, như con AH này, VG và VR này vẫn kéo xanh thị trường khá đẹp. Ngoài ra thì nhóm ngân hàng thì có một số con như con BB này. Con này thì vẫn kéo xanh, kéo đang tăng trần phiên ngày hôm nay khá đẹp. Tích cũng khá là tích cực của phiên ngày hôm nay. Vật liệu xây dựng thì có ngành hàng không thì có HPN, ngành hàng không đã kéo trần cũng khá đẹp. Ngoài ra thì một số con như CTD này hay là HV này, VGC hay là VG VCG đa số là cũng kéo khá đẹp bên ngày hôm nay. Nói chung là thị trường kéo điểm thì tất cả các cổ phiếu đều tăng. Ví dụ mọi người thì những cổ phiếu tăng thì có thể canh hạ tỷ trọng bán bớt trong cái nhịp này, còn những cổ phiếu vẫn tăng tốt thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Anh chị đầu tư nếu mà đầu tư chung về dài hạn thì tiếp tục nắm giữ, và anh chị nào đầu tư sóng thì có thể canh chốt lời hạ bút bút chế tạo danh mục đầu tư của mình như hợp lý là được trong danh mục trong giai đoạn này. Nhìn chung về thị trường thì đánh giá thì vẫn là trạng thái tích cực, đang tích lũy tiến lên, xuống thị trường này vẫn xuống tăng dài hạn, nên là cái việc thị trường có sự rung lắc trong phiên để chốt lời và rũ bỏ nhà một số nhà đầu tư thì là vẫn xảy ra. Sự quản lý danh mục được hợp lý là được. Anh chị theo dõi muốn đồng hành với kênh và đồng hành với nhóm khách hàng của bên em thì có thể là gắn ID được em hỗ trợ tư vấn thêm trong quá trình đầu tư. Ok. Trong phiên thì cũng có nói về một số mã cổ phiếu trong phiên.
Cũng có khuyến nghị cho mọi số người nhà đầu tư thì đã có sự tăng có lãi trong phiên ngày hôm nay. Còn PDD, CTD con này là con ngành xây dựng, con này khá đẹp, tăng kiến nghị mọi người mua trước đó khá lâu ở vùng giá tầm 67, 68 hoặc là 70 test lại, thì hôm nay thì cũng có sự có lãi tăng điểm phiên ngày hôm nay. Chung là trong nhóm khách hàng thì em có khuyến nghị điểm mua điểm bán cụ thể cho mọi người và tình báo trước thị trường. Còn anh chị nào muốn đồng hành trong nhóm thì có thể là về bên em để hướng nghị và một số con như con em có nghị trước đó, như con PDH con này tăng khá đẹp, trước đó cũng nghị bán đầu ra một giá ở 40 41. Ngoài ra gách này, gách này cũng trong nhóm thì cũng khuyến nghị mua ở giá 75, hôm nay tiếp tục là nó tăng điểm lên tận 81 82 rồi này, cây lại khoảng 89% khá đẹp. Ok, còn như anh chị nào chưa có danh mục đầu tư nó hợp lý thì có thể gắn ngay đi để em có nghĩ là nhà cho anh chị nhà đầu tư danh mục đầu tư cho mình.